Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Ở video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng chế xe máy thành xe ba bánh giá rẻ, tải trọng dưới 400 kg. Phụ kiện bao gồm một đôi nhíp 5 ná, phụ kiện phanh chân, phanh tay, số lùi trục các đăng, cầu và bánh xe. Bánh 400-12, cầu thì có các loại chiều rộng là từ 80, 70, 80, 90, 1m, 1m03, 1m1, 1m13, 1m2 và 1m3. Có rất nhiều cỡ để cho các bạn lựa chọn. Cầu thì được lắp tăng bua đường kính 180. Đây là tăng bua của nó này. Cái tăng bua này là đường kính 180. Đấy. Còn đây là mẫu bánh. Bánh này là bánh 400-12. Đây. Bánh này có đường kính là 50. Tim nỗ ốc là 7. Chéo vuông 7 và chéo 10. Đấy. Lốp này thì có tải trọng là 290 kg một bánh, tải trọng tối đa các bạn nhé. Có nghĩa là các bạn làm cái xe thì chỉ tầm khoảng chở 400 cân đổ lại thôi thì mới sử dụng được. Với này thứ hai là bộ này không có số phụ thì các bạn cũng không chở nhiều hơn được. Đấy, cái lốp thì nó chỉ tải trọng là 400 kg, 290 cân một bánh. Lốp 4 bố. Bộ này thì không trang bị số phụ cho nên là cầu thì bánh mình chỉ trang bị loại này thôi, 400-12, tương đối đẹp rồi. Đây là bộ số lùi này. Số lùi thì nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau, màu xám, màu sữa, màu trắng và màu ghi. Thì cái này tùy theo đợt hàng lấy về thì màu sắc nó khác nhau, nhưng mà chất lượng và giá thành thì giống nhau. Đây là bộ khắc đăng là trang bị cho các bạn này, gồm hai cái khắc đăng này, hai cái khớp trượt này. Đấy, thì khi các bạn làm các đăng ấy, thì các bạn có một chiếc các bạn làm được, mà không có cái khớp trượt thì các bạn làm được. Nhưng trong cái bộ này thì em vẫn trang bị đầy đủ cái nắp ấy, thì các bạn lắp các khớp trượt vào đây, xong các bạn hàn ống vào đây, hàn qua ống bên này và lắp vào đây. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một bộ nhíp 5 ná dài 52 cm, 50-52, phụ kiện cao su đầy đủ, gối đỡ, gối đông, gật gù này, treo nhíp đu nhíp này, cao su này, chốt đầu này, quang nhíp này và mặt bích nhíp này. Đấy, thì rất là đầy đủ. Nhíp 5 lá đây rất là dày, lá phủ tận ngoài luôn này, tải trọng tốt, nắp cho nó gọn nhẹ. Ngoài ra các bạn có thể đổi sang loại 5 lá dài 70 cũng được. Thì cái loại đấy em bán giá nó cũng chênh cho cái này không bao nhiêu cả. Đấy, các bạn thích lấy 5 lá dài 70 thì cũng có, chênh nhau khoảng gần 100 thôi. Tiếp theo thì đến cái bộ phụ kiện phanh. Đây là phanh tay này. Phanh tay có dây này, chốt này. Đấy. Đũa phanh này dài 75-90 này, rất là dài. Còn đây là toàn bộ cái phụ kiện để treo. Thì các bạn về các bạn chập hai cái cây này vào một, thì các bạn hàn vào thì nó sẽ ra cái tai kép như thế này. Đấy. Thì 10 mình đưa cho các bạn là 10 miếng như thế này, thì các bạn sẽ có chập vào là thành 4 miếng kép này. Chập vào thì thành 4 miếng kép như này. Đấy.
4 miếng kép và 2 miếng đơn. Thì cái này các bạn hàn lên thùng xe để treo cái phi 27. Thì cái loại này thì nó dùng tip 27, nó to hơn cho nó cứng. Thì ngoài ra các cái mâu cũ bên em là mâu phi 21 cũng vẫn còn. Thì các bạn thích loại phi 27 hay phi 21 thì tùy. Đấy, các bạn chập và các bạn hàn thì nó sẽ ra cái thanh kép như thế này. Đấy, thì tùy khách hàng thôi, khách hàng thích lấy loại này lấy, mà lấy mâu cũ thì lấy. Giá thành như nhau. Đấy, tổng thể một bộ như này. Các bạn lấy cầu dài hay ngắn thì giá tiền như nhau cả thôi. Dài 50 cũng thế, dài 60, 70 cũng thế, mà dài 1m2 cũng thế. Tuy nhiên thì từ 1m13 trở lên thì giá nó sẽ chênh nhau một chút. Còn lại từ 1m1 trở xuống là giá bằng nhau. Giá thành sản phẩm và thông số kỹ thuật thì em để dưới phần mô tả sản phẩm. Các bạn xem thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho video và kênh của mình. Và bật chuông thông báo thì nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình xin giới thiệu đến các bạn cái miếng chắn bánh xe rất là đẹp. Đây, ví dụ thùng xe của các bạn ở phía trên này thì các bạn nắp cái này lên là rất là đẹp. Đây, ví dụ kia tượng trưng là cái khung xe của các bạn đây. Đấy, đấy, lấy những cái khung các bạn đặt đây thì nó là cái hai cái miếng này. Thì các bạn nào mua thêm thì mua nhé. Cái này mình không có bán kèm trong cái bộ này, mua thêm thì mình chưa tính thêm tiền. Hai bên là 4 chiếc. Đấy, rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.